thành phẩm con heo đúng 1 tiếng 30 phút, heo 15 kg. Ấy giờ không ha. Nè, anh em coi nè, quán Bình Dân 162 nè. Khách đông rồi nè. Quán Bình Dân khách đông. Đâu ra được, nó tới đây dữ vậy. Má ngoài nghèo này chất lượng. Nó là anh chủ nhà quyết định chịu khó đầu tư cái dao một chút. Ê, đừng để dây ướt à. Một phanh. Đổ nước đi chị, đỡ lên đổ nước ra để nó mềm da đó. Hào không, để lật cái da xuống nha, lật da là mềm da liền nha. Đây là quán 162 ở Vĩnh Long, khu Mê Linh nha, thành phố Vĩnh Long. Con heo rừng vừa quay xong 15 kg, còn chỉ hai cái đồ sao. Toàn là dân lao động, cũng có được chiếc xe hơi. Quán Bình Dân nha. Nhưng mà đây, xe hơi đậu nhóc trên đây. Ừ. Cực kỳ ngon. Ngoài giòn như heo quay mà trong mềm thì thấp. Cái đường quay này thì cho anh em giới thiệu luôn. Cái đùi là giòn rụ rụ luôn. Anh tanh này nha, cục. Heo rừng nha, rất là khó quay. Nhưng mà bên mình sẽ có bộ phận hướng dẫn. Ở trong rất đông nha, thấy vậy chứ ở trong cũng đông lắm. Coi như là bàn nào cũng có một dĩa heo. Đây, ngồi trong quán nhìn ra hầu như là dân lao động, bàn nào cũng dĩa heo quay. Nên thấy không? Mình cũng ủng hộ món lòng. Anh em không? Không phải là quán sang rồi mới làm được heo rừng quay đâu nha, quán rất bình dân luôn. À, còn cái đùi không à? Vừa ra cái hết rồi. Ẩm thực phố Vĩnh Long cũng qua đây thưởng thức. Thank you.